Câu thứ tư. Câu thứ tư. Nguyễn Thu Hiền: Dạ thưa sư, trong cuộc sống vợ chồng, nếu người chồng quá tham dục, tham chuyện ân ái, còn người vợ thì thực hành ly dục, vậy phải làm thế nào để gia đình được hòa hợp, không xảy ra mâu thuẫn xung đột? Thôi sư không dám nói thời nay, sư nói thời xưa. Hồi xưa là cái bà vợ kiếm cho chồng cái người vợ khác, tức là lấy thêm bà nữa cho ổng, để cho ổng thoải mái, còn mình để mình yên chí mình tu. Do đó hồi thời Ấn Độ, thời Phật á, có rất nhiều gia đình á, mà cái người đàn ông á, họ có 2 bà vợ, 4 bà vợ, thậm chí là 8 bà vợ, thì tự nhiên là khỏe khỏe thân. Còn thời nay thì cái xã hội thời nay thì nó không giống xã hội hồi xưa, cho nên là mình cũng khó lòng. Rồi hồi xưa đó, như là cái sư nói thật đó là sư không có để ý lắm cái dục tên đó, cho nên đôi khi một số vị sư quên mất tên, nhưng mà sư nói là quý vị nhớ là có một cô con gái, con của cái vị nhà giàu đó, thì gả cho một cái gia đình giàu, thì cô này cổ muốn làm phước, muốn cúng dường chư tăng, mà cái gia đình này là gia đình ngoại đạo, mà đã vậy ông chồng ổng mê cổ quá, cho nên nó là cổ không có thời gian để mà cổ cúng dường cho chư tăng, cổ lo cho chư tăng, thì cổ mới viết thơ cho ông cha đó. Ông cha mới đưa cho cổ 10.000 đồng tiền vàng, mới nói với cổ là bây giờ đó, con đi con thuê cái cô kỹ nữ đẹp nhất cái thành đó đó, một ngày là 1.000 đồng tiền vàng, thì thuê cổ 10 ngày thay con làm vợ, để con rảnh tay mà con cúng dường chư tăng. Cho nên á, mình xem coi là đôi khi á, mình nói là ông chồng ổng tham ái nhiều, nhưng cái tham ái của mình á, đôi khi nó thể hiện ở cái khía cạnh khác, chứ nó không có thể hiện ở cái khía cạnh mà này. Nghĩa là sao? Ví dụ nghe, người ta nói thôi vậy thôi, để ông chồng ổng kiếm bà khác đi, mình chịu không? Cho nên á, là cái này thì phải ngồi lại nói chuyện với nhau thôi. Thật sự mà nói, quý vị hỏi sư thì sư chỉ có thể dùng kinh tạng để sư nói, chứ còn bây giờ sư dùng cái chuyện đời thì nó rất là khó. Thì sư chỉ có lời khuyên là quý vị ngồi lại nói chuyện với nhau để chúng ta có cái tiếng nói chung, đơn giản vậy thôi. Và nhớ cái ở đời cái gì nó quá cũng không tốt, chỉ có cái thiện quá thì nó mới tốt thôi, chứ còn những cái thứ ở đời cái gì quá nó cũng không tốt, ăn nhiều quá cũng không tốt, mà thậm chí là tập thể dục nhiều quá cũng không tốt.